Kính thưa quý vị, một người chạy xe Grabbike đã bị chém trọng thương tại đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào tối 30 tháng 5. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ tối ngày 29 tháng 5, một người đàn ông chạy xe Grabbike 29 tuổi, ngụ quận 6 đang đứng đón khách trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị một thanh niên chạy bộ cầm dao xông tới chém. Do có bất ngờ nên người chạy xe Grabbike chỉ kịp đưa tay lên đỡ và bị chém trúng tay. Lúc này, anh cố gắng chạy xe tới bệnh viện băng bó vết thương ở bàn tay trái. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tiến hành ghi nhận hiện trường, điều tra vụ việc và lấy lời khai nhân chứng. Đại diện bệnh viện Triều An, nơi nạn nhân cấp cứu cho biết, nạn nhân bị vết chém ở bàn tay trái, mất nhiều máu, vết thương dài khoảng 6 cm, sau đó đã được băng bó xuất viện ngay trong đêm. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.